Santa Fe bản máy dầu cao cấp 2022 có gì? Khởi động máy từ xa giúp cho gia đình mình khi bước lên xe sẽ mát mẻ và thoải mái hơn. Và đây là thiết kế trẻ trung hiện đại của chìa khóa Santa Fe xu hướng 2022. Thì xe sau khi được anh khách mua từ hãng đã được đưa thẳng về Tom Auto Center và chọn gói phủ ceramic 9H+ để bảo vệ lớp sơn zin cho xe. Thì trước khi phủ, các bạn nhân viên nhà Tom đã vệ sinh từ nội thất, ngoại thất và khoang máy và sau đó là phủ ceramic. Về thiết kế phần đầu xe của một mẫu xe 2022 với cái bộ lưới tản nhiệt cực kỳ bắt mắt hình tổ ong kết hợp với các viền mạ rôm M, hệ thống đèn chiếu sáng bi cầu, đèn tín hiệu, đèn daylight sử dụng toàn bộ là LED. Bên cạnh đó, đèn pha LED có thể tự động tăng giảm độ sáng để tránh chói mắt cho các xe đi ngược chiều. Và một chi tiết để làm tăng khí động lực học hơn cho xe là một thiết kế hốc gió ở hai bên. Và đây, khoang máy của Santa Fe 2022 bản cao cấp nhất hơn 1 tỷ 3. Sử dụng động cơ dầu Smart Stream thế hệ mới cùng với hộp số ly hợp kép 8 cấp mang lại hiệu quả và độ bền tối đa cho động cơ. Công suất 202 mã lực và mô men xoắn cực đại là 440 Nm. Và với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh, có thể đo lường được tốc độ phương tiện và tình trạng mặt đường để kiểm soát được lực phanh giữa bánh trái và bánh phải để đảm bảo cho xe khi mà vào cua. Mình cùng xem thiết kế phần thân xe của Santa Fe 2022 và được coi là một khắc tinh của Toyota Fortuner trong phân khúc SUV 7 chỗ nha mọi người. Đây. Và với ai mà yêu thích sự trẻ trung, năng động, khỏe khoắn thì thân xe của em nó với những cái đường gân dập nổi nè, đó, viền chrome ở tay nắm cửa rất là đẹp. Mâm 19 inch 5 chấu, một cái mâm mà với thiết kế rất là lạ mắt của Santa Fe. Gương thiết kế thể thao phối màu đen trắng, gập tự động, chỉnh điện, có đèn tín hiệu báo rẽ trên ốp gương, cảnh báo điểm mù và camera 360 tích hợp quan sát được vị trí ở bên hông xe thể hiện trên màn hình trung tâm sau vô lăng. Thanh giá nóc, anten vây cá, thanh thể thao tạo nên độ cứng cáp cho phần đuôi xe. Còn về an toàn thì được trang bị đèn phanh trên cao, có lắp đặt camera hành trình trước và sau. Ở dưới này thì có camera lùi. Cụm đèn hậu 3D LED liền dải nối dài từ hông bên này sang tới hông bên kia. Và chi tiết ở giữa này thì không có sáng đèn được. Còn về đèn tín hiệu thì không nằm ở đây mà là nằm ở dưới này mọi người. Nối dài giữa hai đèn tín hiệu là một chi tiết phản quang. Và ốp cản sau màu đen nhám kết hợp với các chi tiết mạ chrome M tạo nên vẻ sang trọng cho xe. Và riêng cái đường chrome này nè thì em vẫn cảm giác như là đường coastline của Rolls Royce hả mọi người. Và Santa Fe Premium thì có giá hơn 1.340 tỷ trên thị trường hiện nay. Nếu ai yêu thích cà phê thì không nên bỏ lỡ nội thất của em xe này. Đây, một màu nâu cà phê rất là sang trọng trên nền da màu đen. Đó, da rất là êm ái, đường may rất là tỉ mỉ, sắc nét, tích hợp với các nút điều khiển ở trên bệ tì tay và ghế nhớ hai vị trí. Loa 3D Hammerkaden. Và nhắc tới Hammerkaden thì em Vân quảng cáo một xíu. Nhà em còn BMW 530i bản Luxury Line cũng xài loa Hammerkaden. Đợi mọi người ạ. Và bây giờ em Vân sẽ nổ máy xe cho mọi người cùng coi nha. Khi mà bước vào nội thất ngồi trên hàng ghế lái thì em Vân cảm thấy rất là thoải mái với cái ghế bọc da và ôm vô người như thế này. Đó, đây, hoa văn trái chám em Vân hay review rất là sang trọng với những cái lỗ thoáng khí để
hỗ trợ cho hệ thống sưởi và làm mát ghế. Đó. Trên đây là vô lăng bọc da 4 chấu, da rất đẹp với một cái chi tiết mạ chrome mờ tạo nên vẻ sang trọng và tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, nghe nhận cuộc gọi, tăng giảm âm lượng. Và trên đây là một màn hình thông tin 12,3 inch. Khi mà chuyển làn, Santa Fe giúp chúng ta trở nên an toàn hơn. Đó, khi xi nhan, màn hình sẽ hiện lên như vậy để cảnh báo được điểm mù ở bên hông xe. Chức năng Head-Up Display giúp chúng ta di chuyển an toàn hơn, thể hiện ngay trên thông tin kiếng lái. Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, cảm ứng, có thể chỉnh điều hòa ngay trên màn hình. Kết nối được với Apple CarPlay, Android Auto, có GPS tự động. Táp lô được bọc da tự nhiên cao cấp, sờ rất là mịn. Đó. Ở dưới đây là các nút điều khiển màn hình thay vì cảm ứng, giúp cho người lái xe dễ dàng thao tác hơn. Đó, còn đây là các nút xoay điều khiển âm lượng, các nút điều khiển hệ thống điều hòa. Đó. Những cái núm 3D này là rất là đẹp. Và ai đã từng theo dõi trên YouTube của Tom Auto Center, em Lincoln Navigator, thì có thể thấy là không có cần số mà chuyển số bằng các nút bấm như thế này, cùng với 4 chế độ lái và 3 chế độ địa hình. Trang bị phanh tạm thời, sưởi vô lăng, hỗ trợ độ đèo, cảnh báo vật cản và camera 360. Đó, camera rất là rõ nha mọi người. Và đây là các nút sưởi và làm mát ghế. Và một chi tiết nữa trên Santa Fe 2022 này là có sạc không dây chuẩn QI. Đây, em vẫn sẽ nhét điện thoại vô. Đó, sạc vào mọi người. Và ở đây thì có một cái gạt tàn. Một cái điểm khá là hay là ở đây có một cái miếng mút. Khi mà mình để gạt tàn vô như này, mình đi xe mình lắc qua lắc lại sẽ không bị va chạm và gây ra tiếng ồn cho xe. Vì không có cần số nên là bệ tì tay liền với các nút điều khiển chức năng. Đây, bệ tì tay rất là rộng, để được rất là nhiều đồ. Đó. Và ngoài ra thì mình có thể để đồ ở cái hộp ở dưới này mọi người. Hộp này thông từ ghế phụ cho tới ghế lái. Và có dải đèn ambient light ở đây, 10 màu, rất là sang trọng, mình có thể tùy chỉnh. Ngoài ra thì đó, mình có thể nhét điện thoại ở đây, vừa vặn luôn mọi người. Xe cũng được trang bị thảm 3D để mình để chân êm ái, dễ chịu hơn. Đã là mẫu SUV sang trọng thì không thể thiếu kiếng tối màu, rèm che nắng, tạo ra không gian riêng tư và sự tiện nghi nhất cho gia đình. Táp bi cũng được phối màu giống như là ở táp bi cửa phía trên. Đó, cũng trang bị loa 3D Harman-Kardon. Ở giữa thì có trang bị hai cổng gió điều hòa và ở dưới là hai cổng sạc USB. Đó. Ghế cũng được thiết kế hoa văn giống như hàng ghế phía trước và với những cái lỗ thoáng khí để ngồi, tạo ra sự thoải mái và êm dịu hơn. Và ở đây thì cũng có bệ tì tay nếu như mình chỉ ngồi 4 người, có chỗ để ly. Và ở bên vai hàng ghế phụ phía trước cũng có nút điều chỉnh ghế cho các hàng ghế còn lại dễ dàng sử dụng. Thay vì mở cốp ở trên chìa khóa thì có thể mở cốp ở đây. Đó, rất là nhẹ nhàng để mở cốp ra. Cốp có chức năng nhớ vị trí, thuận tiện hơn với những người có chiều cao hơi khiêm tốn. Và em Vân có thể gập hàng ghế thứ ba lại một cách nhẹ nhàng hơn là các mẫu xe ở trên SUV khác. Đó. Ở đây thì có nút để gập ghế ở hàng ghế thứ hai mọi người. Đó. Bây giờ không gian rất là rộng, khi mà mình đi chơi gia đình xa thì mình có thể trải nệm cho con em nằm thoải mái. Điều hòa độc lập cho hàng ghế thứ ba và đây là nút điều chỉnh tăng giảm điều hòa. Đó. Cổng USB ở ngay đây luôn mọi người. Tẩu sạc 12V. Xin cảm ơn anh khách đã tin tưởng mang một chiếc xe mới tinh từ hãng về để cho đội ngũ của Tom Auto Center làm đẹp và trang bị thêm những thiết bị an toàn cho em xe nó. Và Tom Auto Center không chỉ làm về xe cũ mà cũng làm về những mẫu xe mới 2022 như này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip của em Vân và đừng quên cho em Vân một like và subscribe nha. Tạm biệt quý anh chị và hẹn gặp lại ở những clip hay ho tiếp theo.